Chào các bạn, chúng tôi đang có mặt ở hội trường biểu diễn văn nghệ. Ở đây không khí đang rất căng thẳng và chúng ta hãy cùng gặp một số người xem mọi người có cảm xúc thế nào nhé. Chụp máy của anh đã. Trời ơi. Chào bạn Nhật ạ. Bạn có suy nghĩ gì về những tiết mục ngày hôm nay? Rất kém, không bằng gì là tiết mục của lớp mình được. Tớ thì chắc là lớp mình sẽ vô địch thôi, bởi vì tớ là lớp trưởng mà. À vâng, vừa rồi là ý kiến của bạn lớp trưởng Lê Trọng Nhật. Và chúng ta hãy cùng phỏng vấn thêm một số người nhé, để biết xem mọi người đang suy nghĩ gì. Chào bạn Đức Anh, bạn đang nghĩ gì? Bạn nghĩ gì về những tiết mục ngày hôm nay? Có lẽ là không nhất định nhỉ. Ai không nhất định nhỉ? Ai không nhất định nhỉ? Lớp mình. Tại sao bạn có thể khẳng định chắc chắn như vậy ạ? Một vài tiết mục có thể là tốt hơn lớp mình, nhưng với sự đoàn kết của lớp mình thì tôi thấy thành vụ mới thành công. Vâng, tùy tiết mục không hay nhưng có thể sự đoàn kết sẽ gắn kết tất cả mọi người lại để được giải nhất. Và bạn Đạt, cảm xúc của bạn là gì? Cảm xúc của bạn lúc này là gì ạ? Hồi hộp. Vâng, tất cả mọi người đều đang rất hồi hộp. Hồi hộp. Đây là hồi hộp. Gương mặt tiêu biểu. Chị này không hồi hộp. Thế nào? Tôi chụp cả máy này luôn anh chị vợ chồng anh chị này. Xong chưa? 1, 2, 3. Đây chụp bằng máy này này, chụp bằng máy này cho biết chụp. Đây cho mà. Để ra chụp chưa? Trời ơi, chúc kiểu đang kêu sai. Máy kia cơ, máy kia, máy mẹ. Máy mờ, lát rồi đưa xuống máy này. Tuy rằng những tiết mục của các lớp khác khá đặc sắc, nhưng có lẽ lớp chúng ta vẫn rất lạc quan. Đây là bạn Duy. Chào, hôm nay đến với chương trình ở văn nghệ của Chào Mừng 15 Thăng Long lớp B chúng tôi rất vinh dự. Nhưng bây giờ đang rất lo lắng, bồn chồn và lo sợ. Nhưng nhìn đôi tình yêu kia luôn tự tin, chúng tôi lại tự tin hơn. Đây là tất cả các hãy tự tin như uống Milo, như là tại Cô Tách. Vâng, bạn Lê Trọng Nhật đã phát biểu như vậy. Trái phát biểu cái. Đây là bạn Yến, bạn trong đội múa, bạn có cảm xúc gì lúc này ạ? Đó là bạn đang nghe lại nha. Bạn Cúc với tư cách là đội trưởng đội múa, bạn có cảm xúc gì lúc này? Bồi hồi xúc động quá, nhưng mà hy vọng là nó sẽ được giải. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả của lớp ngân hàng B là thế nào nhé.